Xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hiện tại đèn dây đen này em còn có vài chiếc, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Đây là cái ánh sáng thì gọi là gần tối à, chứ còn tối quá thì quay không thấy gì à, các bác thấy không? À, ánh sáng nó chiếu tia này, giá xả cho các bác là 600 bao ship nhé. Trước là 650, giờ 600 bao ship à, còn duy nhất tầm 3 chiếc, còn 3 chiếc còn lại những cái này thì em đang vệ sinh nốt này. Các bác nào đã đặt thì chuẩn bị nhận hàng nhá. Còn 3 chiếc là chưa có chủ. Đấy, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Ti của nó chiếu rất là đẹp luôn. Đấy. Càng rộng càng chiếu đẹp, càng hẹp thì càng chiếu bình thường. Đấy. Đã đặt xuống đất này. Đấy, các bác thấy luôn là cái nền đất này. Đấy. Chiếu tia này này. Nó sẽ chiếu tia này. Càng đặt cao lên gọi là đặt từ cái đèn nó đến chỗ các bác ngồi hay là làm gì đấy, mà nó càng xa thì tia nó càng gọn càng đẹp. Đấy, nhìn trông nó đẹp. Đấy, nó kiểu gì đấy, đèn của nó chiếu tia như này nên là các bác xem cứ thế nhá. 600 một chiếc, mới nó tầm 1,2 triệu gì đấy. Kính kiếc em đã lau vệ sinh rất là đẹp rồi nhá, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Quạt gió quay rất là êm luôn, không có kêu như máy cày đâu. Đấy. Cái này em cài sẵn chế độ là tự động nha. Đấy. Còn các bác mà thích nháy theo nhạc thì về tự nghiên cứu tự bấm nút đây này. Đấy, thì nó sẽ nháy theo nhạc cái gì đấy, bấm nút này, màu đen này. Chớp. Đấy, chớp loạn lên. Ok nha. Thì các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nha. Rất nhiều chế độ tự động tự nháy. Tắt đi bản nạ nó về trong cũng chế độ cũ. Đấy. Đây là chế độ mặc định thì em đã lưu sẵn rồi. Nên là các bác về có bấm loạn lên thì tắt đi bản nạ nó cũng về chế độ cũ. Đấy, đèn nó nháy như thế. Được chưa? Giá rất rẻ rồi nhỉ. Sao vào mic đây đèn nó sáng này. Cái này có luôn cổng DMX cam băng kết nối với bàn khiển đèn nhé. Có luôn cả dây ninh luôn. Cái này thì nhiều các bác dùng máy tính đã biết. Máy tính ngày xưa nó chuyên ra có cổng ninh này. Input và ninh, input ninh. Đấy, cắm một phát 4-5 cái đèn lên nó ngoáy. Ui giời ơi, tuyệt vời luôn. Các bác dùng DMX thì cắm vào đây nhé. Nó hiện thì DMX input này, DMX output này. Đấy, sẽ hiển thị ở đây. Đấy. Cái này em chưa thử, nhưng nói chung là các bác nào mà thích thì về tự nghiên cứu là được. Đấy. Ok, để các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhé. Giá là có 600.000 bao ship. Trước là 650, bây giờ còn có vài 3 chiếc. Xả cho các bác nào có 600.000. Các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác nhé.